Tại sao một trang web đỉnh như thế này mà người Việt Nam chưa biết tới luôn? Đây là trang web biến những tấm ảnh bị mờ trở nên căng đét, cho dù bạn phóng to nó lên như thế nào luôn. Đầu tiên chỉ cập trang web này, tiếp theo bạn tìm và chọn cho mình chỗ này nhé. Sau đó bạn chọn một tấm ảnh bất kỳ. Tới bước này, bạn chỉ cần kéo thanh này sang bên trái nữa thôi. Vậy là xong, từ giờ bạn thoải mái chỉnh sửa ảnh mà không lo bị mờ nữa rồi nhé.